Rồi, được rồi bà con. Bây giờ bắt đầu mình xóa được một cái dữ kiện ở trong này rồi đó. Thì có thể mình quay trực tiếp cho bà con ha. Đây là quay cái này vui quá chừng đi. Nhưng mà cái máy của mình nó bị gì trục trặc. Tại là bây giờ mới sửa chữa được xong. Bây giờ tôi ai nói phải giơ tay nên làm ơn đi để cho gần nghe người khác nói. vui quá chừng mà thôi vô không được, bây giờ mới sửa được máy xong. Tôi đang không có em là cái kẻ mà cái máu của mình nó không chịu được. Tối nay cô phải đưa cái mic, ai cầm mic à, được rồi, dí vào vậy, được dí vào đấy đó. Mày đừng có đưa mic cho bác không biết gì. Thật không? Thật. Thầy nhá. Lúc bây giờ mà chàm vào cạnh sườn cơ nổi. Máu đen đấy, máu đen liền đấy. Xin Chúa thương cho tôi. Lúc đầu thầy chị hai, nhìn chị hai ngày có nhảy không trời. Ngày hôm nay vui quá chừng đi. Coi từ cái chuyện trục trặc về hải quan cho tới đã đón taxi đón xe đó. Khi mình tới nơi rồi thì sáng nay trước khi đi đã bảo đi đón Thúy đây. Đi đón anh báo hả chị? Báo sao không báo? Báo chứ. Đây thương, được rồi đó. Thuộc thì cho chui ra thì quay được rồi đó. Nắp đài đi bác Phê, đừng gửi ra nắp đài. Không, cầu nắp đầu. Nắp đài đi, đừng gửi ra. Đang quay. Cứ ai dưỡng như mẹ mà. Cảm ơn. Ai nói gì cũng vâng hết. Dạ, đúng rồi, vâng. Bây giờ không nói bố nói với ai nữa. Con sáng giờ bảo là con cảm ơn bà. Và không, mẹ phải nói cảm ơn con. Khôn ná mấy trước thì cứ không nói giờ khôn ná. Tháng trước em hỏi đấy, ông ơi, ông có tiền cho con đi, con đói quá, bố ơi, bố có tiền cho con đi. Mà ơi, bà cho con 200 con mua dầu. Nhưng mà cứ còn nghĩ tới tiền thì chưa chết rồi. Chưa chết được. Nghĩ tiền rồi, nghĩ đến vàng. Vậy hả, rất là vàng đây bà. Cái này bà mua, bà bác mua bao nhiêu đây? Vậy hả, còn hỏi vậy hả? 4 triệu quả, 4 triệu quả đá không mẹ. Không, 4 triệu mua. Sao bác chị? Trời ơi, mà sao bây giờ mà quý nó quay em thấy mà chắc cái mắt thì sắp sửa đi rồi. Hôm đấy mệt. Hôm đấy mệt thật. Từ hôm cô về là mới khỏe lên. Không có đồng trắng. Đúng rồi, thấy là mắt đúng. Cảm ơn anh chị cho mẹ an toàn là yên như thế. Đấy, phải tỉnh dậy đó anh. Dạy mà. Cái phải cầu nguyện đấy, mẹ ơi, mẹ phải sống nhé. Trời con mẹ về. Thì thay thử nhà nuôi mẹ đi. Con Tina nó cũng bảo bên này mẹ về phải chăm sóc mẹ, đừng để bà chết. Con nhiều bà chết. Trời ơi, vậy hả? Bà nhiều vàng mấy. Sao chân bác to mấy, chân nhà bé. Chân bác đẹp mấy. Chân bác đẹp mấy. Chân bác đẹp mấy. Hôm chị Tiết chưa về ấy, vậy trong chị cũng quay cho chị xem. À sao cái này của bác đẹp đấy, và bởi vì mẹ thấy cho thích vậy là chị đẩy đấy, chở vào giáng ơi, chở giống bò xe đẩy đi ra đẩy. À, anh chị tưởng em mới hỏi sáng bà chắc là bình thường cho tặng cho bà ngoài quá. Vâng, là cái con nong hồi xưa ấy ra chở giống bò ấy, chị không đưa gần đấy đâu. Mẹ quá sao thì còn mẹ sắp chết còn đeo còn sơn móng tay nữa. Chị đưa ra có một mình hôn thở như mệt như mà đẩy xe đẩy ra xong rồi đội mũ cho xong bắt đầu vận áo khó khăn quá khó lắm đi ra chợ cái chỗ bên nhà không như bà vợ cái gì cái ai chào vậy này họ chú họ hô đi nọ bà úy á bà úy đấy chị đẩy đi luôn mà đẩy sung lắm vậy xong rồi ra bà vợ nằm bà này chúa tôi bà úy để mối này bà bây giờ đánh cái màu hồng bà không tại vì mẹ tôi thích cái màu đỏ cứ đánh màu đỏ cho tôi đánh màu đỏ về đi cứ giơ tay xong chắp tay về này điệu lắm đẹp lắm vậy xong rồi bà thôi hôm thấy mắt mẹ mờ quá mà thấy mẹ mệt quá phải mệt, đi mua cái chai nước cái chùi mệt hai ngày sợ nào không quý nào em sợ quá em thấy cái mắt này mắt đã mờ mà không có đảo mua nữa chân phù quá chân quý thì là nó mấy trước khi sửa nhà thì còn đang nít này nít kia đấy nhà chị hả nếu tham bảo nhà đẹp quá cái con thường với chị bà chú dọn xong rồi cũng sợ thiệt chứ hả ai thương bà sơ bà sơ mà sao lại gọi con thương bà sơ sớm sao lại gọi con là con thì gọi con chứ vậy không có đường cha người ta còn gọi là mãi tao vậy hả sợ hôn thế không phải giờ người ta là bà cố rồi bác mà hello hello bà cố mất tận sức tao với nó mày đây hả thế bà bên này là lịch sử chút thì mình kêu nó gọi sơ được chị ở đây chị gọi vậy chị đến đây mình phải nên chị gọi là sơ sơ chứ đúng rồi không phải hiểu biết